Chị Kim với vậy chị Hà đó hả? Gì vậy? Live trực tiếp đó hả? Nè, anh đi lắm xuất hiện trên kênh Sơn Sàm TV. Anh chào khán giả các anh. Dạ, chào tất cả mọi người đó, live trực tiếp hả? Đâu có, quay thôi. À, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay lắc với Sơn Sàm. Im mày. Mính mày. Chó nó sủa. Đó, bạn quen không hả? Gì đâu sủa. Quen quen, người quen, người quen. Trời ơi, nó đang quay phim mà nó sủa thì sao quay? Trời ơi. Đó. Thì ngày hôm nay Lý Lắc với Sơn Sàm đến cái khu trọ này rồi để mà giúp đỡ cho bà con một số gạo, một số trứng, một số nước tương, rau đó, rau chứ không có rác nha. Đó, rau thôi. Đó, giúp cho bà con đây, bà con đây nè. Bà con. Đó, đây bà con đâu không? Đó. Đó. Wow, trời. Đó là bà con được lên nước luôn. À, kênh YouTube Sơn Sàm TV. Còn kênh của em là Lý Lắc bên. Ủa, đem nấu tiếng luôn rồi. Nấu tiếng luôn. Đó, tổ chức ra mình giúp trong đây đúng không ta? Để chờ chậm á. Đây xem là cái mình xuống luôn. Thì bao nhiêu phần hả? Dạ, ngày hôm nay Sơn Sàm và Lý Lắc đi hỗ trợ giúp đỡ những các anh chị trong khu công nhân Bình Phước, Thủ Đức nha. À, trong đây ít ai vô không? À, đây là khu dãy phòng trọ nè mọi người. À, khu dãy trọ rất là nhiều anh chị công nhân ở trong này bị kẹt. Khu này là khu hẻm cục nha, hẻm cục ít có ai vô tới trong đây lắm, cho nên đoàn của Sơn Sàm với Lý Lắc là vô tới đây để giúp bà con. À, ở trong đây cũng nhiều lắm hả chị? Không, ở đây cái phòng bao nhiêu phòng chị? 13 phòng. 13 phòng rồi chị. Dạ. Rồi ở trong đây là bờ sông là ngõ cục rồi. À, vô đây bờ sông là ngõ cục rồi. Cái hẻm nó đi ra. Dạ. Rồi vô mình làm danh sách luôn. Bộ đó nhìn cho phần đó. À, xuống đồ rồi xong. Xuống đồ tiếp anh. Sau đó mình chia ra bốn phần, chia trong hẻm này đi ha. Dạ. Dạ. Mấy người nghe phải vô rồi. Chia này chia nào ta? Rồi do chị nào mà đại diện là mình nhận xuống luôn nè. Dạ. Chưa chưa có mưa mà trời đâu có mưa đâu. Mình tranh thủ với lát hồi nó mưa to anh. Chứ 8 phần em bé. 8 phần em bé 4 phần vậy chị mơ 4 phần em bé. Rồi đại diện có thanh niên luôn hết rồi. Thanh niên nó vừa cái gì. Nó kêu lỡ ra nó kêu lỡ. Thôi đi nó thích chung như mình cũng làm luôn đi. Thiên 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 thiên. Tản ra đi, giải tản giấy thôi, tản ra chứ giải tán đi. Không có ai đâu, ý bà tao luôn cũng được. Ăn thanh niên ra đi, ăn thanh niên. Anh vô phụ rồi xin. Chị ra đi, để anh vô anh làm đi chị. Phải không phải, tôi bị buồn. Rồi gạo, trứng và tất cả các nhu yếu phẩm. Đó, thì đây là có rau nè, có bí nè. Bí rồi đậu que, trứng, nước tương, gạo. TV luôn. À, các anh chị coi kênh YouTube Sơn Sàm TV nhớ đăng ký kênh giúp em nha. Ở chị đại diện là mình chia ra chị. Dạ. Dạ. Ừ.
Dạ, chị chia chia vô chia ra đi chị. Rồi bây giờ mình bà con ơi, mình chia cái này ra thành 40 phần đi. Đó. Thì nước tương mỗi người chai nè, sữa thì ở lộn trứng. Trứng mỗi người coi tiền giặt trứng nha chị. Trời ơi, nhẹ thôi, giặt vậy trứng hết. Trời ơi. Chị mới nâng trứng rồi, chị mới nâng đứng che cái camera. Đi với thằng sân xà mới theo nó che camera không à. Chị nâng trứng nhẹ nhẹ thôi, bởi trứng hết. Đó. Rồi gạo này là 10. Gạo này là 4 người 1 túi. Bây giờ chị ơi, trong nhà có gạo mưa không? Lấy gạo mưa là che cái gạo này liền. Lấy gạo mưa che gạo liền để nó nước. Được chưa? Của cô hai ba phòng lấy ba bịch gạo đi. Từ từ cô ơi, sắp tới hết rồi mới đưa được cô. Dạ sao cô gắng con trả trời mà 2 tiếng nữa nghe bảy không phải tưởng sao là ít cái đi trước không có thử cái thôi, bây giờ mình phải chờ thôi, chia ra cái đó chín yên tâm, ai cũng có phần hết á. Mời ủa mà trong danh sách nó có phần đây nha. Ờ với sữa này thì ở đây có 20 mấy em bé không chị? Dạ đó, thì cái sữa này thì mỗi bé sẽ nhận được 4 lít. 12 là mười mấy phần ta? 12 rồi đúng không? Cái đó 12 chưa? Xuất ra cho ông nói chạy ra cái này nữa. 4 phần chưa? 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 Rồi chia vô, người tay đi, chia đi chị ơi. Rồi. Ê, sữa người bao nhiêu kìa? Mỗi em bé là 4 lốc sữa. Rồi, mỗi em bé 4 lốc. Rồi, gạo trứng rồi. Chị mua đi, chị mua một bé đúng không? Bé có phải là một xấu à, rất là nhiều bà con nha mọi người. À, rất là nhiều, ở đây rất là nhiều. Tại cái khu này là cái khu nó hẻm cục, nó sát bờ sông á. Sát bờ sông cho nên có rất là nhiều cái đoàn từ thiện mà là người ta không có vô tới được. Đó, không có vô tới được. Đó, cho nên nay sân sàm lý lắc à, đi vô tới chỗ này nó hơi xa. Đây tất cả là các anh chị công nhân mà người ta bị kẹt lại Sài Gòn. Chúng cũng khó khăn. Mười ba đúng không? Ủa nãy con này kỹ nè. Lấy mười ba hộp trứng đi chị Vân. Không gì, không gì nữa. Không cô nha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi. Đây đây cho phóng viên nghe giống giống gì chưa? Xích cho xe đi anh em ơi. Ủa Khang, Khang. Dạ. Sao chị? Mạnh mạnh gì? Mạnh gì? Rồi em nghe thằng nào. Dạ rồi. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Anh ơi, còn mấy bó gạo nữa mới đủ. Anh ơi, con gạo nè. Bên đó lấy gạo chưa? Lấy chưa? Mấy gái đi lấy gì chưa? Cắm chặt cần luôn vậy. Đó. Thiếu 5 bịch gạo nữa. Thiếu gạo hả? Dạ. 40 phần mà. 40 phần đủ 200 kg mà. 15 kg. Thôi. 10 đúng 5 trứng hả? Coi có ai bị lấy dư không? Chắc là lấy dư. Lấy dư.
Trời ơi, bữa nay y chang với cái chợ luôn má ơi. Này là cái chợ thiệt. Giúp đỡ cho bà con của ít lòng nhiều. Một số quà nho nhỏ gồm có rau từ Đà Lạt, rồi trứng vịt thì từ ngoài ruộng vô. Gạo thì ngoài ruộng luôn. Rồi nước tương Tam Mỹ Tử. Rồi với có sữa. Sữa của công ty sữa Acti cho tặng bà con cho chào tay bà con ơi. Cảm ơn bên mạnh thường quân giúp đỡ bên các phòng trọ, các dãy phòng trọ như hỗ trợ bên các em. Rồi bên anh là cái gì vậy? Lý Lắc Vlog và Sơn Sàm TV. Sơn Sàm TV. Cảm ơn các anh nha. Rồi chúc tất cả quý vị an toàn của mùa dịch. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe.